Chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của LiveBC. Đầu video chúc mọi người xem video của mình được một ngày vui nhá. Mình nhận được một gói hàng, một con Asus mọi người ạ. Con này là 1060 của bạn ở tận Hạ Long gửi cho mình mọi người ạ. À, Hạ Long thì cũng gần. Hạ Long thì cũng giáp Hải Phòng thôi. À không, Quảng Ninh thì giáp Hải Phòng, còn Hạ Long là phải đi qua nhiều thì mới đến được Hạ Long mọi người ạ. Mình nói nhầm đấy. Video này mình sẽ sửa nó. Bây giờ mình sẽ tháo ra nhé. Con này là 1060 Asus bản lồng sóc. Bản này thì nó rất hay hỏng những cái chốt ở đây này mọi người này. Đây như bạn thiếu ốc hay sao ấy. Không biết có phải không. Nó rất hay bùng mấy cái ốc này ra. Nếu mà dùng lâu, nhựa nó giòn mà. Nếu mà được thì để xem mình sửa có ok không. Nếu mà bị hỏng thì mình sửa cho bạn luôn. Hàng của Tin Học Ngôi Sao mọi người ạ. Star Computer đây. Cũng lâu rồi sao ấy, mở hết chữ rồi mọi người ạ. Ở bên đây chỉ có cái gì ạ, nhân viên kỹ thuật ở LP ngày 11 tháng 4, không biết từ năm nào rồi mọi người ạ. Chắc là cũng lâu rồi. Xem qua cái tem một tí nhá mọi người nhá. Đây bảo hành 36 tháng này. 36 tháng này, ngày 22 năm 2017. MQ Computer vi tính Minh Quân. MQ Computer 22 tháng 6 năm 2017. 17, 18, 19, 20 hết bảo hành được 4 năm mọi người ạ. Hết bảo hành được 4 năm thì em nó hỏng và đến tay mình. Hoặc là đã từng qua tay một thợ khác. Nhưng mà mình nhìn thì có vẻ vẫn còn đẹp ấy mọi người ạ. Thử xem có lỗi gì nhá, tao gọi tin nhắn của khách xem lỗi gì mọi người ạ. Đây mọi người ạ. Mình có xem video về của bạn về Vega đang chạy thì sập nguồn và quạt rú lên. Cả của mình cũng bị như vậy. Asus 1060 3G. Có trường hợp nào do tản nhiệt kém bị vậy không? Thì mình trả lời là có 1% thì do tản nhiệt. 1% là có nhá mọi người nhá. Cũng có khả năng là nó nóng quá nó tự ngắt nguồn thì có nhá. Mình đã kiểm tra lại không phải do tản nhiệt vì chiều ai bật 1 phút chưa kịp nóng đã sập rồi. Chúc bạn có nhận sửa không? Thế là mình bảo nhận, thế là bạn gửi cho mình. Nôm la lỗi của bạn ấy là VGA đang chạy thì sập nguồn và quạt rú lên. Tức là đang chạy thì nguồn nó sập xong quạt nó quay mắc tốc nó vu vo vo mọi người ạ. Mình mới sửa xong con bên này. Mình sẽ test luôn nó mọi người ạ. Con này thay kinh khủng điển luôn mọi người nhá. IO thay này, với co thay này. Khách bảo làm YouTube nhưng mà mình thay nhiều quá mọi người ạ. Thôi mình chả làm nữa, không biết giờ có lên không cơ. Nó bị bệnh. Ôi chết rồi, vừa sửa cho khách con B450 khách quên tản nhiệt đây rồi mọi người ạ. Thôi xong. Mình tháo bằng kiểm tra chip mà, thế là quên mất toi. Thôi để lúc nào khách qua lấy vậy. Khách lần đầu tiên đến chỗ mình sửa, khách đó xem kênh YouTube của mình. Thế là sợ sửa chỗ khác không uy tín thì qua chỗ mình. Xem video thấy mình độ chế kinh quá, độ chế cái con video mới á. Con mới con ấy lên luôn rồi mọi người này. Con B365 của một bạn mở cửa hàng. Lên hình ok mọi người nhá. Gắn cả cái xem nó chạy không. Mình đã gắn rồi nhá. Rút cái con này ra này. Kích nguồn này. Kích nguồn. Chạy đi. Lên hình mọi người, lên hình đấy. Như vậy nó đang lên hình ok nhá. Kệ đi, treo một tí xem mà nó có quay rú như khách bảo không. Mọi người ạ. Cứ để này thôi. Khách bảo có chưa 1 phút nó đã sập mà. Nhưng mà đôi khi là khách gửi từ khách gửi đến mình nhé. Nó được nghỉ một thời gian dài. Tức là 1, 2 ngày hoặc 3 ngày vận chuyển mà. Thì nó được nghỉ linh kiện nó hồi phục. Thế là đến tay mình nó lên, thậm chí nó lên vài tiếng nó mới sập nhé. Thôi thì cứ treo ở đây đi, kệ nó. Mình sẽ nghe một vài video về kiến thức thú vị. Không biết mọi người có xem kiến thức thú vị không. Đang nghe cái video về plăng. Xem là plăng thì có lợi gì cho sức khỏe mọi người ạ.
Rồi mình bao vô nhá. Nhận lúc thì nó bị như này mọi người ạ. Lỗi này là lỗi không nhận nguồn phụ nhá, mặc dù mình đã cắm nguồn phụ bình thường nhưng mà không nhận nguồn phụ. Khởi động lại thì nó sẽ lên ok và nó chả bị kêu rú to đâu, nhưng mà nó không nhận nguồn phụ và không thể vào rim được mọi người ạ. Thôi mình sẽ sửa nó. Video này cái con này mình đã sửa và có một video giống như thế này lên trên rồi, nhưng mình vẫn sẽ up cho mọi người xem nhá. Còn xử lý rồi mọi người ạ, không biết đã được chưa hay là lâu không làm mà xử lý nhầm đường đấy. Ok ngay mọi người này, mình đã xử lý xong cái lỗi nguồn phụ của nó mọi người nhé. Vấn đề là bây giờ test lâu lâu một chút để cho khách an tâm, mình sẽ test khoảng độ 2-3 ngày gì đấy, sau ấy là gửi cho khách nhá. Bây giờ thì lắp vào máy dưới này rồi biến mát thôi mọi người ạ. Tắt nguồn đi này. Đây mình đang xuất hình qua DVI, còn màn dưới thì đang xuất hình qua HDMI mọi người ạ. Khách báo mình là có 1 phút là nó đã tèo rồi mà mọi người. Mình treo cũng lâu rồi mọi người ạ, treo bao lâu xong vất đi ăn cơm xong về bắt đầu lo mê lỗi đấy mọi người ạ, không lỗi cũng chả lỗi đâu. Đây là mình đang xuất gạc on nhá, lát nữa sẽ chuyển qua gạc rời, lại có cớ mọi người ạ, lại có cớ ngồi test cạc chơi ván liên minh thần thoại mọi người ạ. Hai hôm nay mình sửa rất ít đồ mọi người ạ, vì có một bộ phận được gọi là bảo vệ an ninh thuộc chuyên ngành chính trị mọi người ạ về là kiểm tra, nên là mình phải gọn gàng ngăn nắp và cất hết những cái đồ các thiết bị sửa chữa của mình đi phục vụ kiểm tra mọi người ạ. Nên là ban ngày mình làm được khá là ít đồ. 1060 mọi người nhé, đang chờ last driver thôi. Con này thì có rồi thì đúng, chắc có đang nhận thôi mọi người ạ, không cần mình cố đâu. Nhận chưa ta? Đó, đã nhận mọi người nhé. 10603G. Nhận BIOS ok mọi người này, Vera và Samsung. Mình sẽ rút cả on ra này, xuất cạc rời đi. Đó, xuất cạc rời ok. Giờ thì cho em nó một cái chu trình benchmark mọi người ạ. Cái position benchmark này lắm lúc mình thấy nó cứ đơ đơ của gì mọi người ạ. Cái con này cắt được 2 à. Medium mà medium thì nhàn với nó quá. Bản 3GB. 3GB nó hạn chế hơn bản 6GB nhiều mọi người nhá. Ở chiều nay có một bạn mang đến cho mình một con Asus B450 với cái lỗi là chết nguồn RAM mọi người ạ. Chết nguồn RAM và nó phang chết luôn cả cặp RAM của bạn đi luôn. Bạn bảo bạn chết 2 thanh RAM rồi. Sau khi đến thì mình sửa chữa thì tháo chip ra. Tháo chip ra kiểm tra mọi người ạ. Tháo chip ra kiểm tra thế là cuối cùng là mình quên cái tản nhiệt, bạn quên tản nhiệt đấy luôn. Thôi thì mai mình sẽ lên Kiến An thì tiện đường sẽ cầm cho bạn đấy mọi người ạ. Bạn đã chờ ở nhà mình từ lúc 5 giờ thì 5 giờ bắt đầu mình ở trên Kiến An mình về. Thế là về được bạn chờ mình khoảng độ 10 phút gì đấy thì mình về tới nơi. Và sau đấy thì sửa chữa cho bạn đấy mọi người ạ. Tối này là do một vài linh kiện mọi người ạ, nó bị kém chất lượng. Dẫn đến là nó kém chất lượng thì dẫn đến là nó đảm bảo cái nguồn phụ ấy mọi người ạ, nó không dẫn được bão hòa. Dẫn đến là báo thiếu nguồn phụ mọi người ạ. Mình nhớ là con này khá nóng mà nhá mọi người nhá. Con này bên trong nó có một cục đồng to. Sau ấy là có quạt lồng sóc thổi gió đi. Thổi gió từ đầu kia dọc qua cái quạt này thổi ra cái phía này mọi người này. Đấy, sợ đây rất nóng này.
nhưng mà phía trên phía dưới đó thì không nóng. Con này có thời điểm mình sửa mình cắt thì như nó được gần 80 độ ấy mọi người ạ. Hiện tại đang 74-75 độ. Tại khá mình thấy nhiệt độ lên cũng chậm chậm ấy, cũng không nhanh. Hay là mình đang lắp cái quạt này nên là gió nó thổi vào đây nên là nó mát hơn. Cũng nóng mọi người ạ, 76 độ rồi. 77 độ mọi người ạ. Đang có xu hướng lên 78. Đây mọi người này. 77 độ rồi, 78 độ rồi này. Con này nóng chứ mọi người nhá. So với con 1060 Dua thì con này nóng hơn nhiều. Con Dua nó chỉ rơi ở khoảng độ 73 độ thôi mọi người ạ. 80 rồi này mọi người này. Nó có loanh quanh 81 khả năng là chuẩn của nó mọi người nhé. Mình nhớ loanh quanh con này loanh quanh khoảng 81 độ. Đời 81 độ rồi này mới có đến 82 không thôi. Mình nhớ loanh quanh khoảng tầm đấy. Tầm đấy bắt đầu nó dừng lại. Và lúc cái quạt nó thổi cũng mắc rồi mà nhiệt nó chỉ tầm đấy rồi nó tản ra là hết. 82 độ mọi người ạ. Ok nha mọi người nhá. Ok rồi mọi người ạ. Như vậy là mình đã sửa thành công một chiếc cạc Asus 1060 3G. Với cái lỗi của nó là chạy được 1 phút thì quạt trú to mọi người ạ. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Trước khi kết thúc thì mình cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của LiveBC trong thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người thấy video hữu ích thì ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cần sửa chữa thì liên hệ mình qua phần mô tả của video nhé. Còn nhớ bật chuông để nhận những thông báo từ những video mới của mình. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.